Xin chào tất cả các bạn, mình là Lã ở đây. Có bạn nào trong kênh của mình mà đang ăn trái bột, muốn thức tỉnh lên V2 nhưng mà lại không biết thức tỉnh như nào không? Và cũng không biết mua chip như nào không? Vậy thì các bạn đang xem đúng video rồi đấy. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà mua chip D-Rail thức tỉnh Mochi V2 nhé. Những việc mà chúng ta cần phải làm đó là: 1. Kiếm bột sô-cô-la. 2. Kiếm chén thánh. 3. Đổi chén thánh thành chén sô-cô-la. 4. Dùng chén sô-cô-la triệu hồi boss Katakuri V2. 5. Đánh bại boss Katakuri V2 lấy cái chìa khóa màu đỏ. 6. Là mua chip. Đấy, đơn giản vậy thôi. Đầu tiên là bột sô-cô-la diệu kỳ. Thì cái bột sô-cô-la diệu kỳ này kiếm ở đâu? Chúng ta sẽ kiếm ở một cái hòn đảo có tên là đảo sô-cô-la nha. Đặc điểm nhận dạng đó là nó sẽ có một cái dãy núi phía sau toàn là sô-cô-la thôi. Việc của chúng ta là chỉ cần đánh quái ở đây là nó sẽ rớt ra vật phẩm sô-cô-la nhé. Trong game này thì vật phẩm nó tên là Cocoa, nhưng mà chính ra thì nó tên là sô-cô-la đấy. Tại vì là bản quyền nên người ta viết lái lái đi ấy mà. Chúng ta sẽ farm ở cái bãi quái Cocoa Warriors này nha. Nghĩa là chiến binh Cocoa. Rồi, rớt 2 bột luôn. Đó, cũng đơn giản thôi mà, dễ lắm. Đây, mình đã có 11 bột nhá. Thì sau khi mà có bột Cocoa diệu kỳ rồi thì chúng ta sẽ đi đến cái pháo đài trên biển nha, để làm cái bước thứ hai đó là kiếm chén thánh. Đây, khi mà chúng ta tới pháo đài trên biển rồi thì chúng ta sẽ tìm tới một ông NPC có tên là Elite Hunter, nghĩa là thợ săn Elite. Và ông ấy sẽ giao cho chúng ta một cái nhiệm vụ đó là đi săn một con boss. Địa điểm mà chúng ta tìm con boss đấy ấy, thì ông ấy sẽ nói rõ luôn. Và các bạn có thấy cái dòng cuối cùng kia không? Hydra Island. Đấy chính là cái nơi mà con boss nó sẽ xuất hiện nha. Và nhiệm vụ của chúng ta là đi tới cái nơi đó và tiêu diệt con boss. Có tổng cộng 4 nơi. Đầu tiên là Portal, tức là cái đảo cảng lúc đầu mà chúng ta vừa qua Shiba. Cái thứ hai là Hydra Island, là cái đảo phụ nữ, đảo rắn ấy. Cái thứ ba là đảo rùa. Đảo rùa thì nó ghi là Toto gì á. Với lại cái cuối cùng đó chính là Chi, tức là đảo cây cổ thụ. Đấy, thì có tổng cộng là 4 đảo nha. Thì các bạn cứ nó hiện lên như nào thì chúng ta đến cái hòn đảo đó và chúng ta tìm con boss và chúng ta đánh bại, thế là xong. Đây, sau khi mình tới đảo phụ nữ rồi thì mình sẽ bay vòng để mình kiếm con boss nha. Thực ra thì những cái con boss này thì nó spawn ở những cái vị trí cố định, nên là khi mà các bạn săn ấy thì các bạn cố nhớ cái điểm mà nó spawn ra, xong rồi lần sau chúng ta cứ tìm những cái điểm đấy thôi, nó sẽ dễ hơn. Hoặc là các bạn mà có haki quan sát V2 ấy thì bật lên tìm nó sẽ nhanh hơn nhiều đấy. Đây, mình thấy này, thường thường thì mấy con boss này nó sẽ đứng riêng lẻ nha, nó đứng một mình, nên là bật haki quan sát V2 lên cái là cứ thấy chỗ nào mà có một con đứng một mình thì chắc chắn là nó rồi. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần đánh bại con boss này nữa là hên xui sẽ được chén thánh nha. Cái này thì lại là nhân phẩm rồi, bạn nào hên thì một con là xong, bạn nào mà xui thì ôi rồi luôn. Rồi xong, mình đánh xong rồi nhưng mà hơi tiếc là không có chén thánh rồi. Giờ thì mình lại tiếp tục chờ tới cái nhiệm vụ Elite tiếp theo thôi. Cứ 10 phút thì chúng ta sẽ làm được một lần nha, chứ không có làm được liên tục đâu, phải chờ đấy. Đây, bây giờ thì mình sẽ về mình chờ nha. Đánh tới khi nào mà ra chén thánh thì thôi. Con boss lần này nó ở đảo rùa. Uầy, con boss này thì không có mạnh đâu, nó yếu thôi. Rồi xong, không có luôn. Khăn bịt mặt đen luôn, cái nịt màu đen luôn. Con này là con thứ ba rồi đấy, mà không rớt ra là mình cũng thấy hơi cực rồi đấy anh em ơi. Hôm trước mình có làm một lần rồi, mình đánh hai phát, hai con đầu ra hai chén thánh luôn. Ui, lại không có ạ. Hôm nay nhân phẩm kém đấy nhờ. Ui giỏi ơi, Ultra mạn ơi, lại không có nữa rồi. Đen, đen thôi, đỏ quên đi. Con này không có là nghỉ game này. Phát cuối. Ôi dồi. Ơ kìa. Nữa. Lại không có nữa. U là trời. Cái gì vậy trời? Trời ơi, cứu tôi. Đây rồi. Gớm, giờ nó mới chịu ra. Nãy giờ đánh không biết là bao nhiêu con boss elite rồi. Đây, mừng hết nước chấm. Mất 2-3 tiếng đồng hồ của mình. Ôi thôi luôn. Ok, thì sau khi mà các bạn kiếm được cái chén thánh này xong ấy thì chúng ta sẽ trở về hòn đảo sô-cô-la nha.
Đây, hòn đảo sô cô la là cái hòn đảo mà nãy chúng ta farm để mà lấy cocoa ấy. Thì chúng ta sẽ vào trung tâm đảo và ở bên dưới thì sẽ có một ông NPC. Thì ông này ông ấy sẽ cho chúng ta đổi từ chén thánh cộng với lại 10 cocoa thành một cái chén cocoa nha. Đây, ok. Đấy. Đổi thì nhanh thôi, nhưng mà kiếm chén thì hơi cực. Như vậy là mình đã có chén cocoa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua cái đảo để mà triệu hồi boss Katakuri V2 nha. Đây, thì đây chính là cái hòn đảo để chúng ta triệu hồi boss Katakuri nha. Đặc điểm nhận dạng là nó có rất là nhiều kẹo mút cắm xung quanh. Thì chúng ta đi thẳng từ bến cảng vào. Thì trong này nó sẽ có một ông NPC này. Ông này ông sẽ cho chúng ta mở ra một cánh cổng đặc biệt để vào đánh boss Katakuri. Thì trước khi mà để mà có thể mở ra được cánh cổng đặc biệt ấy, tức là triệu hồi boss Katakuri ấy, thì chúng ta cần phải làm một nhiệm vụ nữa. Đó là đánh bại đối thủ mà ông này ông yêu cầu. Thường thường thì ông ấy sẽ yêu cầu là chúng ta phải đánh bại 500 con. Tức là chúng ta sẽ phải đánh 500 con quái ở cái đảo này nha. Đó, thì sau khi mà đánh bại 500 con quái xong ấy, thì quay lại nói chuyện với ông này. Thì ông ấy sẽ mở ra một cánh cổng phía sau. Đây, đây chính là cánh cổng này này. Nếu như bạn nào mà cầm cái chén sô-cô-la ấy, mà triệu hồi ấy, thì nó sẽ ra boss Katakuri V2. Còn nếu như bạn nào mà đánh xong 500 con quái nha, mà không cầm chén sô-cô-la ấy, thì nó vẫn ra cái cánh cổng, nó vẫn ra cái phòng y như này. Nhưng mà nó chỉ là con Katakuri V1 thôi, chứ không phải là Katakuri V2. Đặc điểm để mà xem là boss Katakuri V1 hay V2 ấy, đó chính là bộ chiêu thức nha. Nếu như mà con Katakuri nó đánh chiêu thức V2 thì tức là con này là V2. Còn nếu như mà đánh chiêu thức V1 thì tức là V1. Cái chiêu V là cái chiêu mà chúng ta nhìn cái là chúng ta biết liền nó là V2 hay V1 rồi. Đương nhiên rồi, con này là V2. Tại vì server chỉ có 3 người team mình thôi mà. Hôm nay thì mình đang nhờ sự giúp đỡ của hai bạn, đó là NDL với lại Nawibu. Hai bạn này thì hai bạn ấy sẽ giúp mình đánh con boss Katakuri. Với lại trong cái thời gian mà mình đi tìm boss Elite ấy, thì hai bạn này bạn ấy đã farm giúp mình 500 con rồi. 500 con quái là một cái số lượng không hề nhỏ đâu nha. Nên là các bạn mà muốn nhanh ấy, thì tốt nhất là nên rủ thêm 1-2 người bạn nữa và vào một cái server VIP nào đấy, xong rồi làm. Lưu ý là vào server VIP làm nha. Chứ còn nếu như mà vào server thường mà làm ấy thì chúng ta hay bị phá lắm. Tức là khi mà chúng ta đang chuẩn bị gọi là farm đủ được 500 con và chúng ta triệu hồi con Katakuri V2 rồi, thì mấy bạn kia các bạn ấy chạy lại, các bạn ấy triệu hồi mất. Thì đâm ra là chúng ta lại phải đánh con Katakuri V1, xong cái lại phải đánh lại 500 con quái. Thì nó rất là cực và nó rất là lâu. Tốt nhất là nên vào server VIP cho nó nhanh. Còn khi mà đánh con Katakuri này thì nó có thời gian đấy. Nếu như mà các bạn mà không rủ đồng đội vào đánh cùng thì một mình là không đánh được đâu. Như mình như này, có ăn được nó đâu. Hai ông kia toàn chơi trái khung mần, thấy mình nhỏ con, thế là con boss Katakuri nó cứ lao vào đánh mình thôi. Ảo thật đấy. Đấy, nãy giờ vào là dính chiêu liên tục à. Sao nó không cầm hai ông human nó quật mà nó cứ cầm mình nó quật nhỉ. Cay thực sự. Ủa ơi. Ừ, hay. Rồi, như vậy là mình đã đánh xong rồi nhá. Đấy, các bạn thấy không? Đánh con boss này nó rơi ra nhiều vật phẩm lắm. Nào là đinh ba, rồi khăn quàng cổ, rồi các thứ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái này này các bạn ơi. Z-key. Đây, đây chính là thứ mà chúng ta cần để mà đi nói chuyện với ông NPC để mà kích hoạt mua được chip D-Rai thức tỉnh Mochi V2 nha. Đây, nó chính là cái này nha. Nó không phải là mở cái cửa này đâu nha các bạn nha. Đây, giờ chúng ta sẽ phải đi vòng ra phía sau. Chỗ đấy sẽ có một ông NPC cho chúng ta đổi nha. Bây giờ thì chỉ cần đưa cái red key này cho ông ấy là sẽ xong thôi. Đây, đi vòng ra sau này sẽ có một căn nhà. Căn nhà này thì nếu như mình nhớ không nhầm thì căn nhà của Katakuri. Đây, ở đây nha. Đó, rất là đẹp. Chúng ta sẽ đi vào đây. Rẽ trái. Xong rẽ phải. Xong rẽ phải. Đây, căn phòng ngay bên dưới nha. Đấy, đây. Vào đây và đưa cái red key cho ông này. Thế là xong. Lưu ý là đưa red key đi nha, đừng mua nha. Ấn vào cái chữ được cho nó mất cái red key là được. Còn đừng có ấn vào chữ mua làm gì. Mất một... Ở kìa. Ấn nhầm, mình ấn nhầm thôi, không có chuyện gì đâu. Đấy, thì sau khi mà chúng ta đưa chìa khóa này cho ông này rồi thì chúng ta có thể mua key, à nhầm, mua cái chip này ở cái chỗ design nha. Và cái chip này nó sẽ có giá là 1.000 F. Hoặc là chúng ta phải đổi một cái trái ác quỷ trên 1 triệu berry thì chúng ta mới có thể mua được chip nha. Chắc là mình lỡ mua chip rồi, nên là mình sẽ đi thức tỉnh Mochi V2 luôn nha. Nhưng mà clip ngày hôm nay nó hơi dài, nên là clip thức tỉnh Mochi V2 thì chắc là để clip lần sau đi.
Rồi thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách để mà có thể mua chip D-Rise thức tỉnh Mochi V2 rồi. Nếu mà thấy video này hay và ý nghĩa thì nhớ cho mình xin một like, một subscribe nhá. Dạo này thấy các bạn xem nhiều mà không thấy cho mình một like, một subscribe gì, buồn quá. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Bye bye.